Trong một quan điểm hôm nay, kính mời quý vị theo dõi bài nói chuyện của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Úc Châu ngày 12 tháng 5 97 với chủ đề Thương người trong mọi hoàn cảnh. Hãy chắc chắn là tình thương của quý vị là vô điều kiện. Quý vị phải thương người ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu chúng ta chỉ thương một người nào đó khi họ tốt hay tử tế mà thôi, thì có ích lợi gì? Thường thường khi nào tôi cần một người nào nhất, thì đó chính là lúc họ bỏ tôi. Bao giờ cũng vậy. Chúng ta phải luôn luôn quan tâm tới người khác, tới cái hoàn cảnh và tâm trạng của người đồng hành của quý vị. Có thể bây giờ họ đang ở trong một tình trạng khó khăn, bởi vậy cho nên tính tình của họ sẽ không được dễ chịu cho lắm. Và cũng có thể họ đang có quá nhiều việc phải làm, quá nhức đầu, cho nên không thể dễ thương như mọi lần. Đó là lúc mà chúng ta cần phải bày tỏ phẩm chất cao thượng nhất của mình. Không phải quý vị cần phải ngọt ngào đối với người nào đó để mà họ thương quý vị hơn. Có thể họ sẽ thương quý vị hơn, và cũng có thể rằng họ sẽ không. Nhưng đó không phải là điều cốt yếu để mà tốt hay cao thượng. Tốt hoặc cao thượng phải do chính chúng ta, vì chúng ta chọn như vậy, muốn duy trì như vậy và sung sướng được làm như vậy. Chứ không phải vì nghĩ rằng, được rồi, bây giờ chàng đang cần ta nhiều hơn. Nếu ta tỏ lòng cảm thông nhiều với chàng, thì tình thương giữa hai ta sẽ thắm thiết hơn. Dù chỉ nghĩ như vậy không thì cũng không được. Phần đông chúng ta đều rớt khảo nghiệm này. Khi người ta đang gặp khó khăn nhiều nhất, thì chúng ta lại hay bỏ họ, hoặc lạnh lùng thờ ơ với họ. Trong bụng thầm nói rằng, ồ, anh không tử tế với tôi, được rồi, được rồi. Mai mốt rồi anh sẽ tới và cần tôi cho mà coi. Thì dĩ nhiên là họ sẽ cần, và dĩ nhiên là họ sẽ tới. Khi tâm tính họ đỡ hơn, khi mọi chuyện trở nên khá hơn thì dĩ nhiên họ sẽ đến. Nhưng lúc đó thì đã quá trễ rồi. Đây không còn là tình thương nữa, mà đó chỉ là cần tới nhau thôi. Quý vị quen cùng với nhau, cần lẫn nhau. Đôi khi chỉ vì thói quen, vì tiện nghi, vì lý do tài chánh, vì bất cứ lý do gì đó. Đây không phải là tình thương chân chính. Tình thương chân chính là chúng ta luôn luôn có nhau trong mọi vui buồn, nhất là lúc buồn, lúc khổ. Lúc đó chúng ta phải nên bắt cầu qua nước lũ. Tiếng Mỹ nói như vậy, nhưng phần đông chúng ta đều rớt ở khảo nghiệm này. Đối với chính mình, chứ không phải đối với người bạn đường. Họ có thể bỏ quý vị, có thể ở lại với quý vị, vì quý vị tốt hay không tốt. Nhưng quý vị đã thất bại với chính mình, quý vị bỏ chính mình, bỏ con người cao thượng nhất của chính quý vị. Vì thế chúng ta nên kiểm điểm lại điều này đối với người trong gia đình, hay bất cứ ai chúng ta thương yêu, quý mến. Hầu hết là trong những hoàn cảnh cùng cực, chúng ta đã quay lưng đi, và như vậy là không tốt. Dĩ nhiên chúng ta cũng có những giận dữ, thất vọng, vì người bạn của chúng ta không dễ thương như thường lệ. Nhưng họ đang ở trong một trạng huống khác, lúc đó họ đang đau khổ về tinh thần. Sự đau khổ đó còn khổ hơn cả sự đau đớn về thể xác. Đau đớn thể xác, quý vị có thể uống một viên thuốc, hay chích một mũi là hết, hoặc ít ra cũng tạm thời hết, và quý vị cảm thấy hiệu quả ngay lập tức. Hoặc ít ra, nếu bị đau đớn về thể xác, cũng được mọi người tội nghiệp. Nhưng khi tinh thần họ thống khổ, và chúng ta lại nện thêm vào, chúng ta quay lưng đi và trở nên lạnh lùng, thờ ơ, thì cái đó còn ác hơn, còn khổ hơn nữa. Người đó sẽ một mình bơi lội trong đau khổ, nhất là khi họ tin vào chúng ta, một người thân thích, người mà họ nghĩ họ có thể nương nhờ trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Lúc đó chúng ta lại làm điều bộ quay đi. Đúng vậy, vì họ không còn đối xử tử tế với chúng ta, hoặc chúng ta muốn báo thù. Đó không phải là lúc. Quý vị có thể trả thù họ sau này, khi họ bớt khổ, chẳng hạn tát một cái. Thật ra vào những lúc đó, họ không phải là những con người thường lệ nữa. Có thể họ đang bị rất nhiều áp lực đã khiến cho họ mất đi sự tự chủ. Thật ra không phải là mất tự chủ, mà có thể là vì họ đang vội vã. Khi quý vị vội vã, thì lời nói quý vị sẽ không được khéo léo, có phải không? Hoặc khi quý vị đang đau nhức, đau bụng hoặc nhức đầu, quý vị có thể sẽ kêu la,
Người nào tới nói chuyện với quý vị, thì quý vị sẽ nói chuyện không còn bình thường nữa, bởi vì quý vị đang đau. Cũng tương tự như vậy, khi quý vị đang đau đớn về tinh thần hay tâm lý, thì quý vị cũng sẽ nói chuyện một cách gắt gỏng, cáu cọ. Điều này nên đáng được thông cảm. Cho nên nếu chúng ta có bất cứ người nào gọi là bạn đường hoặc người trong gia đình mà không hiểu được tư tưởng vô cùng căn bản tối thiểu này, thì thật là chấm dứt. Chúng ta quả thực đang ở trong một tình trạng đau buồn. Không phải là người bạn sẽ làm gì với chúng ta sau này, dù cho họ có làm gì hay không làm gì đi nữa, thì nó không còn là vấn đề. Cái vấn đề chính là chúng ta. Vấn đề chính là chúng ta đã đánh mất cái phẩm giá của chính mình, đã làm giảm giá trị con người mà chúng ta nên có. Bởi vậy cho nên quý vị đừng tự làm cho mình trở thành một con người thấp kém. Về tình thương, về sự cống hiến vô điều kiện, không phải vì lợi ích kẻ khác, mà là cho chính chúng ta. Vì quý vị muốn huấn luyện chính mình, quý vị muốn chứng tỏ mình là Thượng Đế, quý vị muốn nhận thức ra Thượng Đế, và việc duy nhất để nhận thức Thượng Đế là thực hành như vậy. Để biết là quý vị có thể làm điều đó, quý vị có thể giống như vậy. Vì thế quý vị mới xuống đây, muốn chứng minh rằng quý vị quả thật là Thượng Đế. Vì nếu quý vị ngồi trên thiên đàng mãi, nói quý vị là Thượng Đế, ta là Thượng Đế, ta là Thượng Đế, ta là Thượng Đế, như vậy sẽ không thỏa mãn. Vì thế quý vị xuống đây, để thực hiện khả năng của Thượng Đế này, tình thương này đang chan hòa trong thân thể. Vì thế mà chúng ta phải làm, không phải vì người khác, mà để chính quý vị ngộ ra được quý vị thật sự là ai, ngộ được con người vĩ đại bên trong quý vị. Cho nên, hãy về nhà và đem tình thương này với quý vị. Cuộc đời này rất gian nan, chúng ta ai cũng biết. Tôi biết, mỗi ngày tôi đều bị khảo. Nếu quý vị bị những khảo nghiệm và những thử thách với 4-5 người trong gia đình, thì hãy nhớ tới tôi. Tôi bị hàng ngàn lần nhiều hơn nữa. Tôi bị khảo mỗi ngày mà vẫn còn đây. Có lẽ trong tôi hơi gian khổ, nhưng không sao, vì tôi biết ngày mai tôi vẫn phải tiếp tục. Chúng ta, những người tu hành không thể bỏ mạng sống này mà đi. Tôi bảo đảm, chúng ta có thể làm được như vậy, nhưng chúng ta sẽ không làm. Tại sao? Sống ở đây thêm một vài năm nữa, làm thêm một vài việc tốt nữa, hoặc đi ngay bây giờ, vui hưởng sự vĩnh cửu, vì chúng ta đã có rồi, thì có gì khác nhau đâu. Nó sẽ đợi chúng ta. Và như thế, không cần phải vội vàng. Nói cho quý vị hay, chúng ta luôn có những vấn đề trong cuộc đời này. Cho nên, hãy chấp nhận và cố gắng làm hết sức mình, luôn luôn cố gắng hết mình, và khi người khác gặp khó khăn, và anh ta hơi lạnh lùng với quý vị trong lời nói, thì đừng bận tâm, đừng để ngã chấp xen vào giữa hai quý vị, và phá hoại tình yêu mà quý vị muốn trưởng dưỡng và phát triển. Chúng ta nên tạo dựng tình thương, không nên gây chiến. Bất cứ chỗ nào, tại nhà, ngoài chợ, trên đường phố, với bạn bè, lối xóm, luôn luôn và hãy cố gắng tìm cách tạo hòa bình và khiến cho hoàn cảnh tốt đẹp hơn, không nên để tệ hại hơn. Nối tiếp chương trình, kính mời quý thính giả thưởng thức lời hay ý đẹp. Vạn vật đồng nhất thể có nghĩa vũ trụ này đã hoàn mỹ, đã hòa bình. Chỉ vì chúng ta không hòa bình, cho nên mới thấy sự việc không hòa bình.